Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái địa chỉ mua phụ kiện và nguyên vật liệu làm đồ handmade trên cả nước. Đầu tiên chúng ta vào trang vaizani.com. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy cái giao diện của trang web như này. Đương nhiên rồi, cái trang web này là bán vaizani rồi. Nhưng ngoài ra một cái công dụng rất là tuyệt vời của nó, mình đang xây dựng và rất là mong được cả cộng đồng đóng góp vào, đó chính là cái chúng ta kéo xuống phía dưới. Phần đầu tiên là cái background, ta nhìn qua cái ở dưới là các cái bài mới nhất, chúng ta kéo xuống dưới một chút giới thiệu về chúng tôi. Sau đó thì các bạn nhìn xuống dưới đấy, địa chỉ bán nguyên liệu handmade trên cả nước, có một cái dòng đấy, chúng ta kích vào nó. Ở trong cái dòng này thì chúng ta nhìn thấy là một cái bài giới thiệu về cái địa chỉ mua đồ handmade này, phụ kiện này, trên khắp cả nước. Thì từ cái bài này tôi mong muốn là mọi người sẽ có thể tự giới thiệu cho cái shop của mình, cũng như là các bạn biết một cái shop nào đó các bạn có thể chia sẻ để cho những người người ta sống ở trong cái khu vực, ví dụ như các bạn sống ở khu vực Đống Đa Hà Nội chẳng hạn, quận Đống Đa chẳng hạn, các bạn muốn tìm mua một món đồ handmade mà các bạn không muốn là phải mua trên mạng, các bạn muốn đến trực tiếp mua thì các bạn có thể qua đâu gần nhất khu vực nhà mình. Còn đương nhiên rồi, việc mua trên mạng bây giờ vẫn là thuận tiện nhất, đúng chưa? Chúng ta nhận thấy là việc mua trên mạng có thể giúp các bạn, thứ nhất là tiết kiệm được chi phí, riêng cái tiền vận chuyển bây giờ nó đã hỗ trợ các bạn rất nhiều. Một chút quảng cáo đó là nếu các bạn mua hàng ở trên Shopee, ví dụ như cái trang này, rồi với trên 150.000 thì nó đã free ship, mà nó đã giảm cho bạn 50.000 nữa. Nghĩa là các bạn mua một món hàng trên 150.000 thì nó sẽ giảm cho các bạn tối đa 50.000 tiền vận chuyển. Vận chuyển bây giờ chỉ trong khoảng 1 đến 2 ngày các bạn nhận được hàng thôi, rất là nhanh. Ok, nhưng mà vẫn còn một cái góc độ là còn một cái nhóm người đó các bạn cần mua những cái sản phẩm gấp chẳng hạn, hoặc là muốn trực tiếp ra mua thì các bạn có thể mua ở đây. Có nghĩa là đây chính là cái nơi mà các bạn cho các shop cũng như là cho những người muốn mua có thể có thông tin thuận tiện nhất. Đầu tiên thì các bạn đọc qua cái nguyên tắc cộng đồng ở đây. Đương nhiên đấy là sân chơi chung và tôi sẽ không áp đặt bất kỳ một cái gì ở đây cả. Thông tin sẽ được update đầy đủ và thuận tiện nhất. Với những bạn mà cung cấp sản phẩm thì đương nhiên tôi sẽ đăng hình ảnh theo cái form của tôi đầu tiên, xong cộng với cả hình ảnh của các bạn. Rồi, đương nhiên cái việc chia sẻ là tự nguyện, các bạn có thể đọc qua một chút. Rồi, thứ hai, cái phần tiếp theo đó chính là hướng dẫn tìm địa điểm shop. Thì cái phần này nó cũng để cho các bạn dễ hiểu hơn thì tôi cũng có những cái ví dụ này. Ví dụ như các bạn muốn, ở đây là một cái địa điểm thôi, ví dụ tôi muốn tìm một cái ở quận Đống Đa, như lúc nãy tôi đã nói nhé, đó là một cái sản phẩm ở quận Đống Đa chẳng hạn, tôi muốn biết là tôi hiện tại đang sống quận Đống Đa và tôi muốn tìm thêm cái shop nào ở quanh khu vực của tôi có bán đồ handmade thì tôi vào như thế nào. Đầu tiên đương nhiên quận Đống Đa nằm ở Hà Nội, chúng ta phải tìm xuống Hà Nội, ở đây phân theo ABC, từ An Giang ABC, rồi ok, chúng ta vào thẳng Hà Nội, kích vào nó. Sau khi vào Hà Nội thì quận Đống Đa nó sẽ bật ra một trang web khác, vì một cái trang web này các bạn sẽ phải tìm đến cái quận Đống Đa các bạn. Ở đây lại phân theo quận, quận và huyện ở phía dưới. Rồi, chúng ta lại vào quận Đống Đa. Ở trong quận Đống Đa chúng ta nhìn thấy tương đối nhiều đúng không? Định đầu tiên là chúng tôi định phân theo phường nữa, phường hoặc đường. Nhưng mà nếu phân như thế thì hiện tại thì nó quá ít, và cái việc chúng ta ở trong một quận là chúng ta có thể, việc di chuyển trong một quận là tương đối đơn giản rồi, nên chính vì thế chỉ để đến quận thôi. Nếu các bạn biết ở trong phường các bạn cũng có thể chia sẻ, tôi có thể. Rồi ở đây hiện tại tôi mới ở trong quận Đông Đa, tôi mới chia sẻ là có 3 cái shop thôi. Các bạn thử vào ở phía dưới cùng nhé, nó sẽ có các shop bán, thì chúng ta sẽ vào các số bán, ví dụ như anh Hermes shop này, cái này một chị chứ không phải một anh,
Đấy, các bạn yêu thích máy vá, đây kéo xuống dưới có tất cả những thông tin cho máy khác thôi. Rồi đây này, đương nhiên có thông tin, rất là thông tin về shop nhé, có tên này, địa chỉ này, số điện thoại này, trang web này, sản phẩm chính và thông tin khác, giá cả cũng như tất cả mọi thứ sẽ được update ở phía dưới. Ở đây là thông tin tôi tự tìm kiếm, còn nếu như các bạn là chủ shop hoặc là các bạn biết rất rõ về shop đấy, các bạn có thể gửi thông tin và tôi sẽ update theo những cái bài viết này. Ví dụ như các bạn đã nhìn thấy cái bài viết đấy của mình chẳng hạn, mà cần update thông tin, các bạn lại inbox cho tôi. Inbox bằng cách gì thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây có một cái trang Facebook, các bạn click vào nó cũng được, hoặc nếu không các bạn gửi bình luận ngay phía dưới này, click bình luận ở phía dưới này thì tôi cũng có thể nhận được và sẽ update cho các bạn. Đương nhiên với những thông tin update các bạn update sai mà bị cộng đồng, những người khác họ phủ nhận thì đương nhiên thông tin đấy cũng sẽ bị xóa đi rất là nhanh. Như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn một cái sơ đồ cái thông tin để các bạn chia sẻ những cái thông tin về shop bán đồ handmade, để chúng ta có thể tạo dựng một cộng đồng handmade vững mạnh. Với những bạn muốn chia sẻ thì các bạn chia sẻ ở đâu? Để thống nhất thì chúng ta nên chia sẻ ở ngoài cùng, nghĩa là cái trang đầu tiên. Sau khi chúng ta vào trang chính và click vào cái phần địa chỉ mua đồ handmade trên khắp cả nước thì chúng ta sẽ comment ở phía dưới. Ở đây có một số comment đấy, đây ví dụ như này thì hai bài này đã được tôi cập nhật ngay lập tức. Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn, chúc shop các bạn có thể kinh doanh ngày càng phát triển. Xin chào, hẹn gặp lại.